Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Nghệ sĩ Cẩm Thu từng phải chịu một cú sốc lớn sau khi ly hôn Linh Tâm. Nghệ sĩ cải lương vang danh một thời, tính đến nay cặp đôi đã đường ai nấy đi được 15 năm và hiện tại bà cũng tìm cho mình được hạnh phúc mới với chồng doanh nhân tài Mỹ. Nghệ sĩ Cẩm Thu sinh năm 1960, là con gái của Xuân Dạ, Trương Vũ và Trưởng đoàn Mây Tân, bà Trương Cẩm Vân. Có cha mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giọng ca gốc Rạch Giá, đã có cơ hội đứng trên sân khấu của đoàn cải lương sông Hàn khi chị mới ở tuổi 20. Đoàn cải lương được biết đến với các vở diễn nổi tiếng như Âm Mưu Tình Yêu, Trần Bình Trọng, Thoại Khanh Châu Tần. Năm 1981, Cẩm Thu và nghệ sĩ Linh Tâm, người hát chành cho đoàn sông Hàn đã cùng nhau đem đến cho khán giả lúc bấy giờ nhiều sân khấu đẹp, cả phần nghe lẫn phần nhìn, vì tính chất công việc đòi hỏi cả hai phải liên tục gặp và hoạt động nghệ thuật cùng nhau. Việc nảy sinh tình cảm là chuyện một sớm một chiều, không lâu sau đó thì cả hai đã về chung một nhà, xây dựng tổ ấm cùng với con là Linh Tý và Thu Tâm. Đáng tiếc thay, mối lương duyên luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp buộc phải đặt dấu chấm hết cho nghệ sĩ Cẩm Thu và chồng quyết định đường ai nấy đi sau 30 năm chung sống. Lý do ly hôn không phải không còn tình cảm hay gặp nhau mâu thuẫn mà do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác xung quanh cặp đôi. Linh Tâm rời đi và để lại một khoản nhỏ tiền tiết kiệm để vợ và có thể trang trải cuộc sống cùng hai con. Hôn nhân đổ vỡ sau nhiều năm chung sống đã để lại nhiều vết thương lòng cho nữ nghệ sĩ Cẩm Thu. Cuộc chia tay chưa từng có trong suy nghĩ đã bất ngờ ập đến, buộc nữ nghệ sĩ phải đối mặt và chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cuộc đời tôi chưa bao giờ giận ai dù chuyện lớn hay nhỏ. Giận thì không, nhưng sốc thì có. Vợ chồng ở với nhau hơn 20 năm, đùng một cái chia tay trong bất ngờ. Không chỉ khán giả người quen mà hai chúng tôi cũng không định trước. Tôi sốc nặng, có những lúc không bước chân ra khỏi nhà, nằm trên giường suốt cả ngày, không ăn không uống. Tuy nhiên vì tình thương dành cho hai con nên bà vẫn cố gắng gượng dậy, buộc bản thân thích nghi với cuộc sống mới. Đúc kết chặng đường với nghề, nghệ sĩ Cẩm Thu tin rằng chính sự hạnh phúc đang có chị đã không dễ bị tổn thương như xưa. Động lực khiến tôi vượt qua chính là tình thương dành cho hai con. Khi anh Linh Tâm ra đi, sàn diễn cải lương trong nước cũng gặp nhiều khó khăn. Một nách hai con, tôi đã phải làm thêm nhiều nghề khác để mưu sinh. Anh Linh Tâm cũng có tiền gửi về để hai con đóng tiền học, tiền chi phí sinh hoạt. Nhưng rồi tôi vẫn không thể giữ được căn nhà mà chúng tôi đã xây cất bằng mồ hôi nước mắt. Tôi bán nhà để thanh toán và trả những khoản nợ do làm ăn thua lỗ. Nghệ sĩ kinh doanh không có kinh nghiệm, do vậy mở tiệm internet cho thuê cũng thất bại, rồi hùn nạp. Mở lò bánh mì cũng trắng tay, nhưng tôi không than vãn với ai, một mình vượt qua để lo chu toàn cho mái ấm của mình. Có những đêm tôi nằm trong phòng đêm tắt tối mịt, nghe tiếng thở dài của chính mình và rồi chịu trách nhiệm đối với con mà tôi vượt qua đi tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.